À, xin chào các em. Hôm nay thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học tiếp theo của bộ môn giải tích lớp 12. Ở các tiết học trước, các em đã kết thúc bài học số 2 đó là bài tích phân. À, như chúng ta đã biết, cùng với vi phân thì phép tính tích phân là một trong những thành tựu lớn của trí tuệ nhân loại. Nó trở thành một công cụ sắc bén được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Và một trong những ứng dụng đó là việc sử dụng tích phân để tính diện tích, tính thể tích và đó cũng chính là nội dung của bài học tiếp theo ngày hôm nay mà chúng ta tìm hiểu. Mời các em đến với bài số 3, ứng dụng tích phân trong hình học. Bài học ngày hôm nay có các nội dung chính như sau. Phần 1 lớn tính diện tích hình phản. Phần 2 lớn tính thể tích. Trong tiết học thứ nhất này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 với hai nội dung nhỏ. Một nhỏ, hình phản giới hạn bởi một đường cong và trục hoành và hai nhỏ là hình phản giới hạn bởi hai đường cong. Thầy rất mong các em sẽ hết sức tập trung và tiếp thu một cách hiệu quả các nội dung lý thuyết mà thầy sẽ truyền đạt cho các em trong tiết học này. Bây giờ chúng ta đi vào bài mới. Một lớn, tính diện tích hình phản. Một nhỏ, hình phản giới hạn bởi một đường cong và trục hoành. để mở đầu, thầy xét bài toán sau cho hàm số fx liên tục và không đổi dấu trên đoạn a, b. Tính diện tích s của hình phản được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b. À, trước tiên, thầy phân tích bài toán. Đây là bài toán yêu cầu tính diện tích của hình phản giới hạn bởi những đường có phương trình cho trước. Trong đó chúng ta chú ý có giả thiết hàm số fx không đổi dấu trên đoạn AB. Từ đó thầy nghĩ đến việc xét fx làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là fx lớn hơn hoặc bằng 0 với một x thuộc đoạn AB. Và trường hợp thứ hai là fx bé hơn hoặc bằng 0 với một x thuộc đoạn AB. Ứng với mỗi trường hợp, chúng ta sẽ kết hợp với hình vẽ để có thể giải quyết bài toán này. Và trên cơ sở đó, thầy mời các em tham khảo lời giải. Trường hợp 1, fx lớn hơn bằng 0 với một x thuộc đoạn AB. Các em quan sát hình vẽ. Rõ ràng hình phản cần tính diện tích trong trường hợp này chính là hình thang cong mà thầy tô màu hồng ở đây. Và khi chúng ta học về tích phân, chúng ta đã biết được ý nghĩa nào của nó. Diện tích của hình thang cong này chính là tích phân từ A đến B của Fx dx. Như vậy trường hợp thứ nhất khá là đơn giản. Trường hợp 2, Fx bé hơn hoặc bằng 0 với một x thuộc đoạn AB. Thì ta sẽ suy ra được trừ fx lớn hơn hoặc bằng 0 với một x thuộc đoạn AB. Như vậy, thầy sẽ vẽ đối xứng để có được đồ thị hàm số y bằng trừ fx. Và từ đồ thị ta sẽ nhận thấy được diện tích của hình phản cần tính cũng chính là diện tích của hình thang cong mà thầy ký hiệu x1 ở trên. Như vậy, s sẽ bằng x1 là bằng tích phân từ a đến b của trừ fx dx. Như vậy, chúng ta là có kết quả trong cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, fx không âm trên đoạn AB thì s là bằng tích phân từ a đến b của fx Trường hợp thứ hai là fx bé hoặc bằng không với một x thuộc đoạn AB thì s là bằng tích phân từ a đến b của trừ fx Như vậy chúng ta có thể kết luận chung cho trường hợp fx không đổi dấu trên đoạn AB đó là s là bằng tích phân từ a đến b của trị tuyệt đối fx dx. Như vậy, chúng ta đã giải quyết được bài toán này. À, không những thế, kết quả này còn đúng trong trường hợp Fx liên tục và có độ giáo trên đoạn AB. Và đây cũng chính là công thức tính diện tích của hình phản giới hạn bởi một đường cong và trục hoành mà các em cần phải ghi nhớ trong tiết học này. Chúng ta đến với kết quả thứ nhất. Diện tích x của hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng Fx liên tục trên đoạn AB trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b được tính bởi công thức S là bằng tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của fx dx. Thầy ký hiệu công thức này là công thức số 1 và bên cạnh là hình vẽ minh họa. Như vậy, trong công thức này, thầy lưu ý các em hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thiết lập công thức. Giả sử ta có một cái hình phản hát được giới hạn bởi các đường y bằng fx liên tục trên đoạn AB trục hoành hai đường thẳng x bằng a, x bằng b thì diện tích của nó được tính bởi công thức số 1. Và vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải tính được các tích phân trong công thức số 1 này. Thì muốn tính được tích phân đó, các em cần phải đi khử giáo giá trị tuyệt đối ở đây. Thế thì ở đây thầy đưa ra một số hướng để giúp chúng ta khử giáo giá trị tuyệt đối trong công thức số 1 như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng định nghĩa của hàm số giá trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của fx là bằng fx nếu fx lớn hoặc bằng không Và bằng trừ fx nếu fx bé hoặc bằng không Như vậy ở đây để dùng được định nghĩa này thì chúng ta cần phải xét dấu cái hàm số fx dựa trên những cái quy tắc mà các em đã biết. Hoặc là chúng ta có thể dựa vào đồ thị của hàm số y bằng fx. Hướng thứ hai mà các em phải hết sức quan tâm và theo dõi cái chú ý sau. Nếu fx không đổi dấu trên đoạn AB thì tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx sẽ bằng trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B của fx dx. Để... Nghĩa là gì? Như vậy nếu fx mà không đổi dấu trên đoạn AB thì chúng ta có thể mang dấu giá trị tuyệt đối ở bên trong ra bên ngoài dấu tích phân. Còn nếu như Fx mà đổi giáo trên đoạn AB thì sao? Nếu Fx đổi giáo trên đoạn AB thì chúng ta sẽ giải các phương trình Fx bằng 0 tìm nghiệm thuộc đoạn AB. Giả sử ở đây ta tìm được hai nghiệm là x1, x2, x1 x2. Thế thì ta không cần xét dấu chi tiết cái biểu thức Fx nữa. Mà ta sẽ biết rằng trên từng cái đoạn A đến x1, x1 đến x2, x2 đến B hàm số fx của chúng ta sẽ không đổi giáo. Như vậy, ta sẽ chèn các cái giá trị x1, x2 vào trong cái tích phân ban đầu. Và trong từng cái tích phân thành phần này, chúng ta sẽ mang giáo giá trị tuyệt đối ở bên trong ra bên ngoài như thế này. Như thế là chúng ta đã khử được giáo giá trị tuyệt đối bên trong tích phân. Và việc còn lại là tính tích phân. Chúng ta hoàn toàn dựa vào những kiến thức đã học ở bài số 2 là bài tích phân. Và để củng cố cái công thức số 1 này, À, thầy mời các em đến với một số các ví dụ áp dụng ví dụ số 1 tính diện tích của hình phản được giới hạn bởi ở đây có hai câu tương đối giống nhau chỉ khác nhau ở hai cái đường thẳng x bằng a và x bằng b chúng ta đến với câu a tính diện tích của hình phản được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trục hoành và hai đường thẳng x bằng 1, x bằng 2. Ừ. À, trước tiên, à, thầy sẽ phân tích bài toán. Ở đây, hình phẳng cần tính diện tích của chúng ta được giới hạn bởi các đường. Y bằng x mũ 3, y bằng 0, x bằng 1, x bằng 2. Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ các cái dữ kiện. Và việc còn lại là chúng ta ghi nhớ và áp dụng công thức tính diện tích. S là bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối Fx để trên cơ sở đó thầy sẽ trình bày chi tiết lời giải cho ví dụ này. Diện tích của hình phản trên được tính bởi công thức S sẽ bằng tích phân từ A đến B, A đến B tức là từ 1 đến 2 của trị tuyệt đối Fx như vậy là trị tuyệt đối của x mũ 3 dx. Và chúng ta cũng cần phải khử dấu giá trị tuyệt đối ở đây ở đây chúng ta nhận thấy rằng là trên đoạn từ 1 đến 2 thì hàm số x mũ 3 là không đổi giáo, thậm chí là luôn luôn dương. Như vậy việc khử giá trị tuyệt đối ở đây thật đơn giản, nó sẽ bằng luôn tích phân từ 1 đến 2 của x mũ 3 để x. Và việc tính tích phân này thì chúng ta hoàn toàn làm được một cách nhanh chóng. Nguyên hàm của x mũ 3 rồi chúng ta thay cặn vào, ta sẽ thu được kết quả cuối cùng là bằng 15 phần 4 đơn vị diện tích. Hoàn toàn tương tự, chúng ta đến với câu B. Tính diện tích của hình phản được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trục hoành và hai đường thẳng x bằng trừ 2, x bằng 1. Như vậy, rất giống với câu A, thầy sẽ thiết lập ngay công thức tính diện tích của hình phản trong ví dụ này. S sẽ bằng tích phân từ trừ 2 đến 1 trị tuyệt đối của x mũ 3 dx và chúng ta sẽ cần phải khử dấu giá trị tuyệt đối bên trong cái tích phân này. Rõ ràng ở đây tích phân này để khử được giáo giá trị tuyệt đối nó không còn đơn giản như ví dụ A nữa. Bởi lẽ trên đoạn từ trừ 2 đến 1 cái hàm số x mũ 3 của chúng ta có độ giáo. Thế thì trên cơ sở lý thuyết thầy đã hướng dẫn các em hai cách để khử giáo giá trị tuyệt đối. Thì ở ví dụ này thầy cũng sẽ trình bày hai cách các em đi vào cách thứ nhất. Cách thứ nhất là thầy sẽ xét dấu cái biểu thức fx bằng x mũ 3. Như vậy thầy sẽ giải các phương trình fx bằng 0 để tìm nghiệm. Ta tìm được một nghiệm x bằng 0. Và thầy có cái bảng xét dấu của hàm số fx bằng x mũ 3 trên đoạn từ trừ 2 đến 1. Như thế này. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là trên đoạn từ trừ 2 đến 0 thì x mũ 3 là bán bằng 0. Trên đoạn từ 0 tới 1 là x mũ 3 lớn hơn bằng 0. Do đó là chúng ta sẽ chèn cái cặn không vào trong cái tích phân ban đầu. Và chúng ta sẽ thấy tích phân thứ nhất, chúng ta khử giá cho tuyệt đối là nó bằng trừ x mũ 3. Và cái tích phân thứ hai, ta khử giáo cho tuyệt đối là nó ra x mũ 3. Và việc tính từng cái tích phân từng phần này là hoàn toàn đơn giản. Cuối cùng, ta thu được kết quả là bằng 17 phần phần 4. Hoặc ở đây chúng ta cũng có thể dựa vào đồ thị của hàm số y bằng x mũ 3 trên đoạn từ trừ 2 đến 1. Các em cũng sẽ nhận thấy điều đó. Trên đoạn từ trừ 2 đến 0 là fx của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Còn trên đoạn từ 0 đến 1 là fx của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0. Nó cũng giống như cái bản xét giáo này. Được chưa? Bây giờ chúng ta đến với cách thứ hai à, Thầy sẽ đi tìm những cái đoạn con của cái đoạn từ trừ 2 đến 1 mà trên đó cái hàm số x mũ 3 của chúng ta không đổi giáo. Như vậy, thầy sẽ giải các phương trình fx bằng 0 để tìm được một nghiệm là x bằng 0. Thế thì ở đây, ta không xét giáo chi tiết biểu thức fx nữa. Mà ta biết chắc một điều rằng là trên đoạn từ trừ 2 đến 0 và trừ 0 đến 1, fx của chúng ta sẽ không đổi giáo. Như vậy, cái việc tính tích phân ban đầu, thầy cũng sẽ chèn cái cặn không vào. Và trong từng cái tích phân từng phần này, À, thầy sẽ mang giáo giá trị tuyệt đối ở bên trong ra bên ngoài mang tuyệt đối ở trong ra bên ngoài được chưa và từng cái tích phân bên trong này chúng ta hoàn toàn tính được một cách đơn giản ở đây tính được bằng trừ bốn có trị tuyệt đối ở đây tính được bằng một phần bốn có trị tuyệt đối thì kết quả cuối cùng vẫn thu được là bằng 17 phần bốn như vậy là qua ví dụ 1 a 1 b thì các em đã biết cách áp dụng công thức tính diện tích của hình phản giới hạn bởi một đường cong và trục hoành và đã biết khử giáo giá trị tuyệt đối à, trong cái tích phân đó và để củng cố thêm để chắc chắn thêm thì thầy sẽ cho các em đến với ví dụ số 2 tính diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng cos x trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0 x bằng b ở đây hình phản cần tính diện tích của chúng ta là được giới hạn bởi các đường là y bằng cos x trục hoành tức là y bằng 0, x bằng 0 và x bằng b. Như vậy chúng ta đã có thể thiết lập được công thức tính diện tích của hình phản này. S chính là bằng tích phân từ 0 đến b trị tuyệt đối của cos x dx và chúng ta sẽ cần phải khử dấu giá trị tuyệt đối bên trong cái dấu tích phân. Từ đó thầy sẽ trình bày lời giải cho cái ví dụ hai này. Diện tích của hình phản trên được tính bởi công thức ở đây thầy sẽ xét cái phương trình cốt X bằng 0. Thầy sẽ giải cái phương trình này và thầy tìm nghiệm của nó trên đoạn từ 0 đến B. À, để giải được cái phương trình này thì các em cũng phải có một ít kiến thức về phương trình lượng giác. Rõ ràng ở đây cốt X bằng 0 nó sẽ tương đương với X bằng B trên 2 thuộc đoạn 0 pi Thế thì cái tích phân cần tính của chúng ta à, thầy sẽ chèn cái cặn pi trên 2 vào và trên từng cái tích phân từng phần đó hàm số cốt x sẽ không đổi giáo cho nên thầy sẽ mang tự tuyệt đối ra bên ngoài tương tự mang tự tuyệt đối ra bên ngoài và việc tính tích phân này thì chúng ta cũng đã biết nguyên hàm của cốt đó là bằng sinh thay cạn vào tương tự nguyên hàm của cốt là sinh thay cạn vào thì ta sẽ thu được kết quả ở đây là bằng hai đơn vị diện tích thế thì qua ví dụ 1 và ví dụ 2 thì các em đã biết cách tính diện tích của hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn ab trục hoành và hai đường thẳng x bằng a x bằng b bởi cái công thức số 1 à. vấn đề đặt ra ở đây giả sử bây giờ thầy thay cái trục hoành bởi một cái đường có phương trình là y bằng rx cũng liên tục trên đoạn ab thì khi đó diện tích của hình phản này được tính bởi công thức như thế nào thì để giải quyết cái vấn đề đó thầy mời các em đến với phần hai nhỏ hình phản giới hạn bởi hai đường cong như vấn đề thầy đã nêu ra bây giờ chúng ta cần đi thiết lập cái công thức tính diện tích của hình phản giới hạn bởi các cái đường y bằng fx y bằng gx liên tục trên đoạn ab và hai đường thẳng x bằng a x bằng b ở đây thầy xét các trường hợp đầu tiên giả sử như fx và rx cùng không âm và fx lớn hoặc bằng rx thì thầy có cái hình vẽ minh họa ở đây đây là đồ thị của hàm số y bằng fx đây là đồ thị của hàm số y bằng rx trên đoạn ab đây là đường thẳng x bằng a đây là đường thẳng x bằng b khi đó cái hình phản mặt cần tính diện tích của chúng ta chính là cái hình mà thầy tô màu hồng ở đây như vậy để tính được cái diện tích x của cái hình này, thầy sẽ dựa vào cái diện tích x1 của cái hình thang cao này. Hình thang cao này được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx, trục hoành đường thẳng x bằng a, đường thẳng x bằng b. Như vậy rõ ràng x1 nó sẽ bằng tích phân từ a đến b của fx dx. Và thầy sẽ dựa vào cái diện tích s 2 của cái hình thang cao này. Và rõ ràng tương tự S2 chúng ta cũng sẽ có là bằng tích phân từ A đến B của Rx dx. Và ta dựa vào đồ thị ta sẽ thấy rằng là S sẽ bằng s 1 trừ đi s 2 Sử dụng tính chất của tích phân thì chúng ta sẽ thu được là bằng tích phân từ A đến B của fx trừ gx dx. Do giả thiết của ta là fx lớn hơn bằng gx cho nên cái hiệu này sẽ không âm. Mà nó không âm cho nên là chúng ta có thể viết lại cái tích phân này thành là tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx trừ gx dx. Và công thức này nó vẫn đúng trong trường hợp tổng quát khi fx và rx liên tục trên đoạn ab và đó cũng chính là công thức tính diện tích của hình phản giới hạn bởi hai đường cong mà chúng ta cần phải nắm mời các em đến với kết của số 2 diện tích s của hình phản giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y bằng fx y bằng rx liên tục trên đoạn ab và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b được tính bởi công thức S là bằng tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của fx trừ gx dx và thầy ký hiệu công thức này là công thức số 2 với hình ảnh đi kèm bên cạnh và thầy ký hiệu công thức này là công thức số 2 với hình minh họa ở bên cạnh trong công thức này chúng ta chú ý nếu như gx bằng 0 thì công thức 2 sẽ trở thành S là bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của Fx dx. Và đây chính là công thức số 1 mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước. Hay nói cách khác, cái công thức số 1 là một trường hợp đặc biệt của công thức số 2 này khi gx bằng bằng 0. Và ở đây chúng ta cũng cần phải đi tìm cách khử dấu giá trị tuyệt đối bên trong cái dấu tích phân ở công thức số 2 này thì hoàn toàn tương tự như phần trước à, thầy sẽ xét cái phương trình fx bằng rx bằng 0 và thầy giải nó trên đoạn từ a đến b để tìm nghiệm giả sử ở đây thầy tìm được hai nghiệm x1 x2 với x1 bé hơn x2 thì trên các cái đoạn từ a đến x1 x1 đến x2 x2 đến b cái biểu thức fx trừ rx sẽ không đổi giáo mà không đổi giáo thì chúng ta sẽ mang giáo giá trị tuyệt đối ở bên trong ra bên ngoài Chẳng hạn thầy xét trên cái đoạn từ A tới x màu Thì các em thấy là tích phân từ A tới x màu của trị tuyệt đối fx trừ rx dx Là nó bằng trị tuyệt đối à, Đưa ra bên ngoài tích phân từ A đến x màu của fx trừ rx Như vậy chúng ta đã khử được dấu giá trị tuyệt đối bên trong cái công thức số 2 Và để củng cố cho công thức này Chúng ta sẽ áp dụng đến với ví dụ số 3 tính diện tích của hình phản được giới hạn bởi các đường y bằng x bình phương trừ 2x và y bằng x. Thầy tóm tắt lại đề bài. Hình phản của chúng ta được giới hạn bởi hai đường y bằng x bình phương trừ 2x và y bằng x. Ở đây chúng ta chưa có một cái đường x bằng a hay là x bằng b nào. Cho nên chúng ta sẽ xét cái phương trình fx bằng rx hay nói cách khác là fx trừ gx bằng 0 để chúng ta tìm tìm nghiệm và từ đó chúng ta sẽ thiết lập cái công thức tính diện tích ở trong công thức số 2. Trên cơ sở đó thì thầy sẽ trình bày lời giải chi tiết cho ví dụ 3 này. Như vậy thầy xét các phương trình x bình trừ 2x bằng x tức là fx bằng gx. thầy chuyển vế qua ta thu được là x bình phương trừ 3x bằng 0 như vậy cái biểu thức x bình phương trừ 3x này chính là cái biểu thức fx trừ rx. Bây giờ ta sẽ giải cái phương trình này. Rõ ràng là nó có hai nghiệm là x bằng 0, x bằng 3. Như vậy chúng ta có thể xem như đây là x bằng a, đây là x bằng b. Và từ đó chúng ta thiết lập được cái công thức tính diện tích của cái hình phản ở ví dụ này. S sẽ bằng tích phân từ 0 đến 3. Trị tuyệt đối của f trừ r như thầy đã nói chính là bằng x bình phương trừ 3 Và rõ ràng rằng trên đoạn từ 0 đến 3 thì cái biểu thức x bình phương trừ 3x này sẽ không đổi dấu. Như thế ta có thể mang dấu giá trị tuyệt đối ở bên trong ra bên ngoài. Và việc tính tích phân này thầy sẽ có kết quả là bằng trừ 9 phần 2. Lấy trị tuyệt đối thì ta sẽ thu được kết quả cuối cùng là bằng 9 phần 2. Tiếp theo, chúng ta đến với ví dụ số 4. Tính diện tích của hình phản giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y bằng x mũ 3 cộng x, y bằng x cộng 1 và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng 2. Phân tích bài toán ta sẽ thấy hình phản cần tính diện tích của chúng ta được giới hạn bởi bốn đường. y bằng x mũ 3 cộng x, y bằng x cộng 1, x bằng 0 và x bằng 2 trước tiên thầy cũng sẽ xét cái phương trình fx bằng rx bằng 0 à, hay nói cách khác là phương trình fx trừ rx bằng 0 và sau đó thầy sẽ giải các nghiệm và thầy sẽ dựa vào công thức tính diện tích của hình phản s bằng tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của fx trừ rx dx để thầy giải quyết bài toán này như sau à, thầy xét cái phương trình x mũ 3 cộng x bằng x cộng 1 f bằng r chuyển vế qua ta sẽ thu được x mũ 3 trừ 1 bằng 0. Như vậy cái biểu thức x mũ 3 trừ 1 chính là fx trừ gx. Phương trình này chúng ta giải được một nghiệm x bằng 1. Rõ ràng là nó thuộc cái đoạn AB, thuộc đoạn 0, 2 của chúng ta. Như thế thì diện tích của hình phản cần tính nó sẽ được tính bởi công thức. S là bằng tích phân từ A đến B, tức là từ 0 tới 2 trị tuyệt đối của F trừ G, à, F trừ G chính là đây Như vậy là trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 1 Và như chúng ta thấy ở trên à, F trừ G nó có một nghiệm bằng 1 thuộc đoạn 0,2 Nghĩa là trên đoạn 0,2 Cái biểu thức x mũ 3 trừ 1 này sẽ đổi giáo khi đi qua x bằng 1 Từ đó ta sẽ chèn cái cận x bằng 1 vào Và trong từng cái tích phân thành phần đó Chúng ta sẽ mang giáo giá trị tuyệt đối bên trong ra bên ngoài Việc còn lại là tính toán các tích phân này, tính toán các tích phân bên trong này. Ở đây tính được bằng trừ 3 phần 4, có trị tuyệt đối. Ở đây tính được bằng 11 phần 4, có trị tuyệt đối. Thì ta sẽ thu được kết quả là bằng 14 phần 4 và rút gọn là bằng 7 phần 2. Thế thì qua 4 ví dụ 1, 2, 3, 4, à, các em đã nắm được cách tính diện tích của hình phản trong cả hai trường hợp. À, tuy nhiên, có những hình phản khá là phức tạp à, để tính được diện tích của nó thì chúng ta phải chia nhỏ nó ra thành những cái hình đơn giản hơn mà chúng ta đã biết cách tính diện tích và để rõ hơn cái vấn đề này thầy mời các em đến với ví dụ số 5 tính diện tích của hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trục hoành và đường thẳng y bằng 2 trừ x À, trước tiên thầy cũng phân tích cái bài toán này hình phản cần tính diện tích của chúng ta được giới hạn bởi ba cái đường y y bằng x mũ ba y bằng không trục hoành và y bằng hai trừ y. thế thì ở đây rõ ràng ta chưa thể nào áp dụng được công thức số 1 hay là công thức số 2 ở đây thầy sẽ vẽ đồ thị hàm số của các cái hàm số này đây là đồ thị của hàm số y bằng x mũ ba này trục hoành này và đây là cái đường thẳng y bằng 2 trừ x thì rõ ràng cái hình phản cần tính diện tích của chúng ta là ở đây thầy sẽ nghĩ đến việc là chia cái hình phản này ra làm hai phần à, phần màu hồng và phần màu xanh phần màu hồng ở đây là cái hình phản được giới hạn bởi cái đồ thị hàm số y bằng x mũ ba này trục hoành này đường thẳng x bằng không này và một cái đường thẳng x bằng gì đó tương tự đối với cái hình phản này Thế thì trước tiên chúng ta nhận thấy là chúng ta phải cần đi tìm cái hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị này. À, trên cơ sở đó thì chúng ta có thể thực hiện à, lời giải ví dụ này. Trước tiên thầy xét các phương trình hoành độ giao điểm của hai cái đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 và y bằng 2 trừ x. Chuyển vế độ giáo ta sẽ thu được một cái phương trình mới. Và phương trình này ta sẽ giải được một nghiệm duy nhất là x bằng bằng 1. Như vậy ta sẽ chia cái hình phản hát ra thành hai phần và lúc đó S của chúng ta chính là bằng S1 cộng với S2 trong đó S1 được tính bởi công thức là tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 3 dx và tích phân này chúng ta sẽ dễ dàng tính được là bằng 1 phần 4 S2 chúng ta có thể xem nó như là một cái hình phản giới hạn bởi đường thẳng y bằng 2 trừ x trục hoành đường thẳng x bằng 1 x bằng 2 hoặc đơn giản hơn chúng ta có thể xem đây là một cái ta thấy đây là một cái tam giác vuông vuông căng, có cạnh là bằng màu như vậy s 2 nó chính là bằng diện tích của tam giác IAB là bằng 1 phần 2 và từ đó ta sẽ tính được x là bằng 1 phần 4 cộng với 1 phần 2 là sẽ bằng 3 phần 4 như vậy chúng ta đã giải quyết được ví dụ số 5 thì ví dụ này mức độ nó có cao hơn một chút so với các ví dụ trước thì thầy cũng hướng đến một số bạn sau khi đã nắm chắc Cả phần kiến thức cơ bản ở trên thì chúng ta sẽ linh hoạt trong việc xử lý các cái bài toán tính diện tích của những cái hình phản phức tạp và cụ thể là những cái hình phản mà được giới hạn bởi ba cái đường y như ví dụ số 5 này và ví dụ số 5 này cũng đã khép lại các nội dung của tiết học thứ nhất bây giờ thầy trò chúng ta cùng nhìn lại một số nội dung chính của tiết học tiết học này chúng ta tìm hiểu về ứng dụng của tích phân để tính diện tích của hình phản Nội dung thứ nhất là hình phản giới hạn bởi một đường cong và trục hoành. Nếu thì cho một cái hình phản được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng f(x) liên tục trên đoạn AB, trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b như hình vẽ này thì diện tích của nó sẽ được tính bởi công thức S là bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối Fx dx. Nội dung thứ hai là hình phản giới hạn bởi hai đường cong nếu như thầy cho một cái hình phản hát được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y bằng fx, y bằng gx liên tục trên đoạn AB và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b như thế này thì diện tích của nó được tới bởi công thức số 2. S là bằng tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của fx trừ gx dx. Và rõ ràng khi gx bằng 0 thì công thức số 2 này quay trở về công thức số 1. Như vậy trên cơ sở lý thuyết đó thầy đề nghị các em về nhà xem và làm lại các cái ví dụ và tự rèn luyện thêm cho mình bằng các cái bài tập về nhà mà thầy chuẩn bị ngay sau đây ở đây thầy đưa ra hai bài tập về nhà tương ứng với hai cái nội dung mà chúng ta đã đã nắm trong tiết học à, và tiết học đến đây là kết thúc à, thầy à, xin chào và hẹn gặp lại các em à, trong tiết học sau